Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Sau cái sự kiện sư thầy Thích Minh Tuệ đi khất thực và bộ hành thì trên mạng cũng xuất hiện nhiều vị thầy cũng cho mình ra Bồ Tát nha, trong lòng của Phật tử vì quá bức xúc cho nên hôm nay chị Đại cũng đứng lên cũng nói về một vị sư thầy xem mình như là Bồ Tát nha, đó là thầy Thích Minh Tuệ nha. Bữa sẽ quay lại cái câu chuyện này, Bửu gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip và đăng ký kênh cho Bửu. Một lần nữa Bửu cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống nha. À, quý vị nghe chứ nha, nghe cái câu chuyện của cái anh Sàm Sơn này nó nói cái gì đây nè. Thật ra thì vô tình phạn á, cưới cho Đức Phật tới ba cô gái lực, chứ phải là một cô chú Như Đà La đâu. Nhưng mà vì người ta xây dựng Đức Phật tôn giáo thì chỉ có một vợ một chồng thôi, được chưa? Nhưng mà vô tình phạn ép Đức Phật phải lấy tới ba cô công chúa tất cả. Trong đó có một cô công chúa sinh ra cho Đức Phật một đứa con trai. Sau này đứa con trai nó cũng đi tu nhưng mà quậy số một luôn, gọi là Thiện Tinh Tỳ Kheo. Cái thời buổi bây giờ con của Đức Thế Tôn, cái tuổi Sàm Sư này nè, chuyên môn nó phỉ bán Đức Phật, chuyên môn nó phỉ bán Đức Pháp Chánh Pháp, chuyên môn cái lũ Sàm Sư này, cái chuyên môn nó đi phỉ bán Đức Phật. Mà nó đi phỉ bán Đức Phật, một thằng thì nói á, là Đức Phật á, là do bị ung thư bao tử mà chết. Một thằng thì nói là vua Tịnh Phạm, tức là một cái con trai của Đức Phật, tức là La Hầu La, là tao có ba vợ rồi, anh này cũng quỷ số một. Nó làm như là đương thời hiện thế, thời điểm đó nó còn ở đó, nó ở nhà ở trong gia đình của vua Tịnh Phạm vậy đó quý vị. Nó nói chuyện như đúng rồi. Cái này quý vị có thấy là cái pháp không? Cái này có truyền thuyết, có lịch sử không? Không có, không có truyền thuyết lịch sử, mà nó buông lời nó đúng rồi. Tức là trong cái con người, trong cái đạo pháp họ tu không nên ăn nói cái chuyện mất dạy giống như vậy, không nên ăn nói một cái câu chuyện mà giống như nó xàm giống như vậy quý vị, nó xàm lắm. Cái tuổi này nó rất là xàm, vừa ấu trĩ, vừa dơ bẩn từ cái lời nói, mà dùng cái từ là mượn cái chánh pháp, mượn đạo Phật để tạo đi cái cuộc đời của mình. Thì giá như mà không có ngày Thích Minh Tuệ ngày mai thì quý vị thấy cái lũ Sàm Sương này nó sẽ như thế nào nữa quý vị, nó sẽ như thế nào nữa. Nó có thể lên đầu của tất cả muôn vạn chúng sanh, nó có thể lấy những cái câu chuyện trên trời dưới đất, những chuyện ra ma ra này ra kia để nó tạo dựng cái câu chuyện, để nó nói để lấy cái đồng tiền của tất cả đà na tính thế, để nó ăn nó giọng, nó ăn cho đã cho mập cái thay nó, rồi nó lấy tiền thấy bà, rồi bắt đầu nó chê trách, nó chửi chúng sanh ngu, nó phỉ bán chánh pháp. Quý vị thấy nó phỉ bán chánh pháp, nó nói là vua Tịnh Phạm, Đức Phật, La Hầu La là ba vợ một thằng, rồi nói Đức Phật tu ngày xưa làm gì có bác sĩ mà biết khám bệnh Đức Phật, biết Đức Phật là bị ung thư bao tử. Quý vị thấy đó, cái thằng này nó nói chuyện nó không có chính xác, nó không có cẩn ngu. Nó chỉ biết ăn thôi quý vị, chứ nó không biết làm gì hết. Cái tuổi này nó ác lắm. Chào gái xinh đẹp, chào quý vị, chào bà con cô bác. Cho quý vị xem là nhiều cái tôi thấy tôi ghét ơi là ghét vậy đó, ghét lắm cái tuổi Sàm Sư này. Dạ cảm ơn anh Quang Bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều, em cảm ơn rất là nhiều.
chị nói thì nghe rõ nhưng phát sao nghe hơi ồn. Cả nhà thông cảm cho Thảo Nhân, vì mình ở đây nó không phải là ở nhà của mình, vì ở nhà nó không có cái wifi, nó rất là yếu. Em phải qua cái Xi Binh, tức là Xi Binh là cái nơi này người ta buôn bán thì các khách vào khách ra ở đây đó. Cả cái góc này là góc của em xí rồi, em ngồi vì em like làm ngồi góc này thì thành thử nó có cái hơi ồn của cái máy chạy tiền đó quý vị, chạy tiền để rút ra đó thì nó hơi ồn. Mong tất cả quý vị thông cảm cho Thảo Nhân. Rồi ngày mai em về tới nhà rồi, em về tới Việt Nam rồi, em sẽ nói chuyện đó, nó quay cho đủ cái lượng tiền nó ngưng, nó ngưng cái máy. Cho nên quý cô chú anh chị thông cảm cho em, cái máy này nó chống tạc âm đó mà nó còn vậy chứ cái còn cái nhiều cái máy nó ồn lắm quý vị. Ở ngoài họ nói rất nhiều, tại vì ở đây là cái Xi Binh của người Hoa, là của người Hoa đó, họ thường xuyên tới đây giống như cái kiểu mà cái nơi để cao tốc mà cao tốc ghé đây để ăn uống, đi mua đồ ăn đi đó. Nhà em thì gần đây, ở đây nói chuyện nó thoải mái hơn ở nhà. Chị đang nói ông nào nói cái thằng chứ ở đây em xin thưa quý vị không có ông mà không có thầy mà không có ngài, thằng thôi, ở đây chỉ có thằng thôi. Tại vì mình tôn trọng cái người nào làm đúng mình kêu bằng thầy, mà cái thằng nào làm không đúng mình kêu bằng thằng, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Quý vị biết không, nó ăn của chúng sanh, nó ăn đà na tính thí, nó ăn rồi nó không biết thọ ơn, nó ác lắm. Cái lũ này nó ác, bây giờ nó dãy dụa với nhau, nó dãy dụa, nó sợ nó mất đi cái phần ăn, nó lên nó nói là chúng ta là cái người để mà gây nghiệp chướng, để nói xấu nói xàm, để cho giáo hội Phật giáo bây giờ là con đường nó giống như là tiêu diệt chánh pháp. Tôi hỏi quý vị, cái lũ nó là cái lũ tiêu diệt chánh pháp, kết là nó đổ thừa. Tôi nói tu á là phải ăn ngay nói thật như ông Thích Tâm Phúc vậy đó, chứ đừng có cái kiểu mà mấy thằng bay chỉ biết lên chỉ quy chụp người khác nói thôi. Ở đây cái thời này, cái thời mạt pháp này, chúng bay cứ phải chấp nhận chết đi chứ đừng nói tiếng nào trơn. Nó lo nó, quý vị biết không, nó xem ngài Thích Minh Tuệ nó tức lắm, nó tức ói máu ra ngoài, nó có thể hạ thủ đọc được là bằng dùng đủ cái thủ đoạn để nó hạ ngài Thích Minh Tuệ. Nó dùng, bây giờ nó dùng những cái thủ thuật, nó dùng những người này, nó dùng báo chí giác ngộ để lên tiếng để nó phỉ bán ngài ấy, nó phỉ bán, nó xem thường ngài ấy, nó bỏ ra tất cả một số lượng antifan đó, một số lượng antifan để miệt thị, để khinh bỉ thầy. Quý vị thấy không? Đó, cái thằng này nó không có xứng đáng cái danh là cái thằng thầy tu, cái tướng nó lùng đúng vì vậy không? Cái tướng tùng lùng lùng mà phụ tùng của Trung Quốc chứ không phải phụ tùng của Nhật, ai nói? Cái thằng đó nó thẳng với quý vị, ở đây mà ai mà kêu cái thằng á Thích Nhân Từ bằng thầy đó là tôi giận quý vị luôn. Nó mang cái tiếng cái họ, nó lấy cái họ Thích, Thích này Thích nọ, sao cha mẹ nó không lấy họ cha họ mẹ, nó đi nó lấy họ Thích để nó phỉ bán Đức Phật, nó dựa hơi Đức Phật để nó đi kiếm tiền cái bạc, nó trục lợi từ Đức Phật, nó lấy cái danh của Đức Phật, nó lấy Thích này Thích nọ để nó trục lợi cho bản thân nó, mà trong khi họ hàng của nó, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, sao nó không lấy đi, nó lấy họ Thích để làm ô uế Đức Phật. Quý vị thấy không, Đức Phật đâu có phải là người đẻ ra tụi nó đâu mà nó lấy họ Thích. Chừng nào lấy cái họ Thích là phải như thầy Thích Minh Tuệ mới xứng đáng là có họ Thích, hiểu không? Còn á, ở cái thằng từ là không có nên lấy họ Thích, và nhiều cái thằng liên quan khác mà kêu ấu trĩ dơ bẩn đó, dơ bẩn thì đừng bao giờ lấy cái họ Thích. Lấy cái họ Thích phải là giống như Đức Phật, giống như ngài Thích Minh Tuệ thì hãy lấy họ Thích. Còn mà mấy thằng mà không lấy họ Thích á thì bây giờ tụi bay về, tụi bay đó họ cha họ mẹ tụi bay đi, đừng có lấy họ Thích để làm ô uế Phật pháp. Cảm ơn em gái rất là nhiều, làm ô uế Phật pháp rất là nhiều. Em chào anh Bảo Vũ. Hello Thợ Nhân, em chào anh Huy Cường. Nó lên nha, cái thằng á đi nó tu mà nó đi xem bóng đá, đi cổ vũ Việt Nam đá banh. Một cái thằng thì nó tu á thì luôn luôn lúc nào nó cũng sàm xí hết trơn á. Nó lên nó giáo huấn cái này, nó dạy đá banh, nó biết người ta bắt độ banh. Rồi nó lên, tôi hỏi quý vị, cái đó là chuyện đời không? Chứ đâu phải chuyện tu. Chuyện tu là mày phải nói pháp, tao buộc mày phải nói pháp nghe thằng từ từ. Đúng không? Mày phải nói pháp, mày phải hiểu pháp, mày phải hành pháp. Còn mày không hiểu pháp thì mày đừng bao giờ mày nói pháp. Mà mày nói pháp mà mày không hành pháp á, thì thế nào mày cũng đọa địa ngục cho mà thấy. Nó nói pháp mà nó không biết hành pháp. Con người người ta ha, học pháp là phải hiểu pháp, hiểu pháp là phải hành pháp, mà hành pháp mới hiểu pháp, mới thiết pháp được. Ở đây chúng nó không có thằng nào, không có thằng nào, không có thằng chó nào mà nó biết hành pháp hết trơn á, mà để lên nó nói pháp. Một bài văn tập đọc bây giờ mày đưa ra 200 trang ta đọc một lòng cũng được nữa, nhưng mà quan trọng ta thực hành có được hay không mà thôi, đúng không quý vị?
chứ đâu phải mà mày nói pháp, mấy bay nói pháp vậy mà chúng sanh nghe. Nếu chú bồ mê thuốc lú cho muôn vàng chúng sanh để nghe nó, để đi cúng tiền để nó hạ họng trâu, họng bò, họng chó ra cho cái đồ cái tụ cái tụi nó ăn. Nguyên cái lũ giáo hội Phật giáo luôn. Bọn đó nó ăn xong rồi bắt đầu nó đi chửi rủa là chúng sanh. Tụi bay không có xứng đáng đứng ra có họ thích. Còn nói ta đang quỷ diệt chánh pháp mà. Cái lũ tụi bay là cái lũ quỷ diệt chánh pháp, cái lũ mất dạy, cái lũ khốn nạn, cái lũ mà ăn quẹt mỏ như gà, đó là cái lũ giáo hội Phật giáo. Nó thẳng với quý vị rồi. Nó có nó ăn cho đã đời, nó không có biết thọ ơn ai hết trời. Ăn đã đời, ai phản biện nó lên, ai nói nó gì cái lên nó chửi lại, nó lên nó chửi lại cái nó mướn người đi truy sát, hoặc cho nó mướn người đi chửi người ta. Vậy là còn cái danh gì, còn cái tiếng gì của giáo hội Phật giáo này không? Giáo hội Phật giáo người ta tu giáo hội, cái mặt người ta đẹp đẹp lắm. Ta nói tu thật có ốm đó quý vị, đâu có ăn nhiều đâu. Ngày ăn giờ ngọ ốm như ngày Thích Minh Tuệ, như ngày Thích Giác Khang cái đó ốm lắm. Tại vì đâu có gì ăn. Còn mấy thằng bay tu mấy bay ăn, ăn toàn là ăn nhím treo không à. Ăn nhím treo nè, ăn thịt lờ nè, còn ăn thịt dờ nữa. Đó, ăn đủ thứ, ăn đồ bổ nè, rồi đó ăn biếm nữa. Ăn biếm bò nè, biếm bò, biếm nai, biếm lợn, rồi biếm gì đó cũng ăn hết trơn. Biếm là gì? Đừng có nói mấy bay, đừng có nói là biếm dê chai nha. Mấy bay đừng nói biếm bò chai nha. Ăn để có sức á, ăn chơi gái. Nuôi tụi bay ra để tìm hiểu cái chánh pháp. Để làm gì? Để cho muôn vạn chúng sanh tiến hóa. Nghe Quốc Việt, thằng Nguyễn gì đó, thằng Lê gì đó, thằng Trần gì đó, lấy tên họ cha họ mẹ tụi bay, đừng có lấy cái họ họ thích. Cái tộc Thích Ca là cái tộc nó vĩ đại, cái tộc từ bi, chứ không phải một cái tộc vô minh như tụi chúng bay. Dạ cảm ơn. Ở đây có giống như mình không? Tôn trọng nhất là đúng. Tôi chỉ tôn trọng ở đây chỉ có ngài Thích Minh Tuệ và Thích Giác Khang, và có những người họ tu chánh pháp, chánh pháp. Ngày nào hết, đầu tiên bố một câu sanh dờn luôn. Chừng nào tụi bay cảm thấy quỳ xuống sám hối với trước tất cả công chúng, mà trước giờ tụi bay bắt chúng sanh không, lại tụi bay cho tiền lại tụi bay phải không? Ngày hôm nay nè, nói thật với bà con cô bác anh chị nghe, ngày hôm nay tụi bay lại chúng sanh ngược lại, chứ đó giờ đưa tiền nó phải lại nữa cho tiền nó phải lại, nó phải cảm ơn nó nữa. Còn bây giờ nè, tụi bay phải, bây giờ hồi đó cúng chuối mày chê phải không? Bây giờ nó thì không có cái thứ gì để mày ăn luôn, không có thứ gì để cái thằng Thích từ từ ăn. Quý vị thấy trời ơi, đi đám tang của ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đồ, cái bản mặt của mày á, tôi không biết người nào mà chắc chứa thằng đó đi vô tụng kinh sám hối. Tên thật á, cái lũ này nó vô nó tụng kinh mình mang tội thêm, cha mẹ ông bà mình chết mà rước nó về tụng kinh mình mang tội mang quả thêm. Hễ tôi nhìn cái mặt đó là tôi thấy tôi có tội đó, tại tôi chửi nó. Tôi nhìn cái mặt mà cái lũ sầm tăng là tôi mắc chửi rồi, tại vì tôi phải có tội. Tôi gặp cái mặt nó là tôi có tội, là tại vì mà tôi tính ra tôi không tội, tại nó làm cho tôi có tội. Nó chửi nó làm cho tôi có tội đó quý vị. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thấy rõ ràng không? Nó ăn nha, nó ăn trên ngồi trước, nó ngồi thuyết pháp cho các bạn, bông hoa đầy rực rỡ nha, ở trên cúng trái cây. Đức Phật còn chưa được như vậy nữa quý vị. Đức Phật ngài đi vô rừng, ngài tu, ngài hiền, ngài tìm cái chánh pháp ra cho muôn vạn, ban cho tất cả muôn vạn chúng sanh họ hiểu được, đúng không? Họ hiểu được, họ tìm cái chánh pháp để họ ngộ đạo, họ tiến hóa cho xã hội này, họ truyền lại cho đời con đời cháu của họ, chứ không phải như cái tụi này. Cái tụi này nó chỉ có tiền nó truyền lại cho nó, để lại cho con cho cháu nó, rồi nó có tiền nó bỏ túi riêng nó tiền nè, đà na tính thí cúng cho tam bảo, nó lấy nó ăn. Một số thằng thì lấy cho gái nè, một thằng thì lấy cho gái ăn, một thằng thì nuôi gái, một mình một thằng nuôi ít nhất khoảng 10 con vợ bé. Người con vợ lớn, con vợ lớn là gì? Con vợ lớn là lớn tuổi nó lấy là gọi là con vợ lớn. Con vợ bé là lúc còn bé, tức là vợ già nó ở nhà là vợ bé. Nói vậy đó.
ở nhân nói chuyện của quý nhà. Cảm ơn anh Bình Minh. Thích Minh Đạo cũng là chân tu, đúng đúng rồi. Người ta tu là người ta từ bi lắm quý vị. Người ta không có ghét ai trơn á, ai người ta cũng thương chứ. Còn cái tụi này, cái tụi xàm tăng, cái tụi tắc tăng này, nó ghét cái người này làm đúng, người kia làm đúng. Ở đây nói thiệt chứ quý vị nha, ở đây nè, chỉ có chúng sanh mới có quyền phán xét mấy người xàm tăng tụi bay thôi, chứ tụi bay không được có ý kiến nghi cò. Thì chúng sanh là cái người phải nuôi nó, chúng sanh là người nuôi nó, chúng sanh được quyền phán, chúng sanh có thể chửi mày, quýnh mày luôn, quýnh máy bay luôn cũng được, giả vô mặt cũng được, lấy búa bổ trên đầu tụi bay bổ xuống cũng được, để cho biết sao bổ ra đang nó dồn não lại đang hiểu. Chứ tụi bay tu, tụi bay dồn tới cái đầu dưới, cái đầu trên không có não, lấy búa bữa gì đâu quý vị, để cho nó có não chứ. Phải cái ông sư lưng không chị, phải cái ông sư lùng. Sư lùng, thằng sư lùng nó hát hai cái thằng sư lùng, cái thằng thích Phúc Tiến, cái thằng thích Từ Từ, hai thằng đó lặng lùng, mà hai đó bản thân đó, thân mà thân ai nó lo đó, hai thằng đó đó. Nó qua nước ngoài bởi nó trời, nó thuyết pháp một cái buổi, nó thuyết pháp là kiếm tiền. Cái thằng thích Phúc Tiến, cái thằng đó nó cũng xạo, mà quý vị biết nó xạo L lắm. Cái thằng thích Phúc Tiến, cái thằng đó nó cà chớn, nó lên nó thuyết pháp giống như đứa chữ lộn. Ê, biết gì không, tôi nói rồi, Phật có đến hả, bây giờ mặc quần cục hoặc quần dài ở trần đi đến lại Phật cũng được. Mẹ nó nói chuyện gì mắc chửi không, Phật pháp là người mình tôn kính, mà nghĩ sao mình mặc áo ở trần, mặc quần sát đùi sát dế đi lại Phật. Cái gì cũng được, cái chân hãy coi lại, đúng mà lễ lại, mà hãy có tiền bỏ vô cái thùng mà Tam Bảo nói là được rồi. Tiền là tiền của Tam Bảo, Đà Na tính thí cúng cho Tam Bảo, tụi nó lấy bỏ túi riêng ở trên chùa. Thì nó mỗi một ngày mà suy đụng, nó không có bỏ chùa, nó không có bỏ đâu, nó tu dưỡng chùa. Rồi vậy bữa chùa nó chơi, nó hát, nó làm đủ thứ chuyện ở trên chùa, bắt đầu nó dột nát, hay là nó có một cái điều gì cái nó kêu tất cả chúng sanh đây để cúng chùa, cúng con mẹ chúng mày, cho cúng cho tôi mẹ. Dạ cảm ơn các anh chị, sáng cho em chửi lên cho em hả hơi nha. Hả hơi. Tại vì em nói thật với cả nhà, em thì con người á, em dùng những cái lời hay đẹp, nhưng mà dành để cho tất cả các quý anh chị ngồi ở đây, chứ em không thể nào dành những cái lời hay đẹp cho những cái thằng tặc tăng, những cái thằng xàm tăng, những cái thằng mất dạy tăng. Em không có dùng được, tại vì những cái lời nó không xứng đáng để nhận những cái lời nói tử tế của em. Nó phải cho nhận những cái lời nói cay cú, mà những cái lời nói mà mất dạy. Cái gì nó cũng muốn mới hết trơn á, nó ăn tiền nó cũng muốn ăn mới tiền, nó cũng muốn nhiều, là trừ ra muốn ăn cái thứ mới thường xuyên á. Cúng đừng có để đồ cũ, cúng phải cúng đồ mới để cho nó ăn, trừ ra xuống hầm cá tra ngồi dưới á, thì ngày nào cũng có nghị cho mình ăn, toàn là ăn đồ mới không đó, nó không có ăn đồ cũ đó. Đi vô cúng cho đã đời, trong chùa cúng cho đã về, cái nó không ăn đồ cúng, nó không ăn đồ cúng. Mà trong khi tôi xin quý vị nè, cái đồ cúng nó mắc gì nó không ăn, nó kêu mình cúng mình không ăn. Sáng khởi tập thể dục. Sáng tập thể dục đó, như vậy đó quý vị. Cái thằng này tôi nói thật chứ quý vị, tôi thề quý vị, tôi không đội trời chung với cái thằng lùng này. Cái thằng lùng mà vừa lói vừa lòi vừa lúng, thấy ghét lắm. Cái mặt nó thấy ghét, cái mặt nó chịu miệng, mặt nó xạo lắm đó. Bữa nay nó tự xưng nó là gì phải không, nó là Bồ Tát. Bồ Tát Thích Từ Từ, mày là Bồ Tát hả? Mày là ăn tát chứ Bồ Tát gì hả? Thằng kia, mày là cái thằng gì, mày là cái thằng ăn, nói mình phản động. Tự nhiên nó đúng, cái nó nói mình phản động, phản tổ tiên nhà của quyền thất tổ của chúng nó, chứ tự nhiên phản động gì. Ủa tụi bay làm sai không cho thiên hạ họ nói hả? Mày muốn trong cái hiến pháp ta đọc từng cái hiến pháp, từ 129 trong cái luật hiến pháp ta đọc cho từng cái câu chuyện, ta làm đúng pháp luật. Con người mà làm sai phải để cho người ta nói mình, hiểu không? Nói mình để cho mình đúng, mình khôn ra, để cho giáo hóa mình. Mình cái miệng của mình có ngày mình giáo hóa chúng sanh, mình quá mất dạy thì để cho chúng sanh dạy lên mình, nó dạy lên mình. Dạ anh, em chào anh Thuần, anh Việt Thuần. Ăn sáng chưa? Mất dạy rất là quen quý vị. Nó mất dạy, nó vô tới ngày nó làm như nó như ngày xưa, nó còn thời ngon lành lắm. Nó nói cái gì cái anh ta nghe cái đó đó. Đâu có phải nói cái gì mà người ta nghe đâu. Người ta nghe người ta phải suy lưỡng đúng hay sai. Cái lời nói của mình nó nói ra, mình phải biết cái chân lý nó nằm đâu. Tụi nó đâu có chân lý, tụi nó tu, tụi nó nói chân lý, chân cái đầu tụi nó tu dưới chân cơ mà.